Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yến Tân An ạ. À. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách kiểm tra số cái cách kiểm tra giờ và lượt lượt đăng ký, số giờ và số đăng ký trên kênh của mình như thế nào. Đây là cái cách kiểm tra rất là chính xác bởi vì sao? Bởi vì là dựa vào cái cách này thì sau này mình nhìn vào đây là mình đã biết là mình đã đủ điều kiện bật kiếm tiền hay chưa. Ở cái cách cái này thì thằng YouTube ấy thì YouTube nó đã quét quét cái súp ảo và cái giờ ảo của mình rồi nên đây là cái cách kiểm tra rất là chính xác. Đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn, đây là cái kênh của mình này. À, nếu các bạn xem xong cái video này thấy hay hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ yến nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thoát nó ra để kiểm tra giờ xem và đăng ký chính xác thì các bạn bấm vào đây, các bạn vào gõ vào cái chỗ Google Google Chrome này này, đây đây là cái ứng dụng Google Chrome các bạn ở vào đây rồi các bạn sẽ gõ gõ cho yến đấy là cái chữ m.youtube.com các bạn gõ cái chữ này rồi đây là các bạn gõ cái chữ m.youtube.com này này xong thì các bạn hãy có thấy cái mũi tên ở phía trên góc này không Cái mũi tên ở phía trên góc này này à, ở phía bên tay trái phía bên tay trái trên góc này các bạn hãy bấm vào đây Đấy, thì nó sẽ có cái giao diện như thế này Ở cái giao diện như thế này các bạn sẽ thấy là nó có mấy cái hàng hàng ở đây này Các bạn bấm vào cái chỗ trang chủ cái ký hiệu YouTube này này Các bạn bấm vào cái chỗ trang chủ này này Đây, rồi nó sẽ ra cái giao diện như thế này Ở cái giao diện như thế này thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu 3 chấm Cái dấu 3 chấm ở phía trên, trên góc, ở phía bên tay phải trên góc màn hình đây này đây, rồi các bạn sẽ kéo cái thanh công cụ này lên Rồi ở đây các bạn có thấy là cái trang web dành cho máy tính Thì các bạn hãy tích về vào đây Đây rồi Mình sẽ chờ nó chuyển đến cái trang web dành cho máy tính Nó hiện tại bây giờ thì nó sẽ trở thành cái điện thoại của mình Nó giống như một cái máy tính của mình Giống như cái máy tính để bàn Nó chuyển sang cái giao diện máy tính để bàn Vì thế nó có Nó là thuộc dạng cái máy tính rồi. Bây giờ các bạn bấm vào đâu? Bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái hình cái khuôn mặt của mình. Cái hình ảnh đại diện kênh ấy, cái ảnh đại diện kênh ở phía bên tay phải phía trên góc này này cái ảnh đại diện kênh của mình, cái khuôn mặt của mình, cái ảnh đại diện kênh của mình, các bạn bấm vào đây. Rồi nó sẽ ra cái thanh như thế này, thanh công cụ như thế này. Các bạn có thấy cái chữ cái hàng thứ nhất là kênh của bạn này. Cái hàng thứ hai là dịch vụ có tính phí. Hàng thứ ba là YouTube Studio. Thì các bạn bấm vào ở cái hàng thứ ba này này. Các bạn bấm vào hàng thứ ba là YouTube Studio này này. Đây. Đấy. Rồi các bạn chờ nó chảy xíu. Đấy là các bạn nhớ bấm vào cái chữ YouTube Studio. Rồi ở đây nó sẽ ra cái giao diện như thế này các bạn này Ở đây nó sẽ ra giao diện như thế này Đây là nó cái điện thoại của mình bây giờ nó có chức năng giống như một cái máy tính nhá Rồi ở đây các bạn sẽ thấy là cái hình ở phía bên tay trái Phía bên tay trái này các bạn có thấy một cái dọc như thế này Từ trên xuống dưới là có dọc là cái ảnh đại diện kênh của mình này Rồi có kéo xuống dưới này các bạn có thấy cái chữ chữ S Chữ S này không? Chữ S này là ký hiệu đô đấy ký hiệu tiền đô và các bạn bấm vào cái chỗ chữ S này này đô này này đấy đô là kiếm tiền các bạn bấm vào cái chữ S là chữ kiếm tiền tiền đô ấy. thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này ở đây này Yến sẽ kéo sẽ phóng to cho các bạn xem đây đây Yến sẽ phóng to cho các bạn xem ở đây này các bạn thu nhỏ lại nhé đấy các bạn thấy không bấm vào cái chữ S kiếm tiền này này chữ đô này này ký hiểu đâu phía bên tay trái này này rồi ở đây mình kéo nó ra đây để mình nhìn cho nó rõ ở đây thì đây là cái cái lượt đăng ký này một một nghìn bốn trăm chín mươi người đăng ký và một nghìn ba trăm giờ xem công khai thì ở đây là mình đã đủ một cái hiện tại là yến đã đủ một điều kiện là hơn một nghìn giờ xem hơn một nghìn người đăng ký rồi còn ở phía bên này là mình chưa đủ, mình cần 4.000 giờ nhưng mình mới được 1.300 giờ. Mình mới được 1.300 giờ nên là chưa đủ, chưa đủ cái thời, chưa đủ cái điều kiện để YouTube bật kiếm tiền cho mình. Đấy. Đấy, có nghĩa là mình đang còn thiếu giờ, mình chưa đủ Thì đây là cái cách kiểm tra giờ rất là chính xác Bởi vì khi vào cái ứng dụng YouTube Studio này Thì đây là cái ứng dụng kiểm tra giờ và đăng ký mà YouTube hỗ trợ cho mình Và kiểm tra rất là chính xác Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là vào những cái lượt đăng ký và giờ xem Ở đây là YouTube nó đã quét Nó đã quét Nó, nó đã quét được quét cái cái đăng ký ảo và cái giờ ảo nó đã quét ở phía ngoài rồi ở phía cái kênh của mình rồi còn khi đã vào đây rồi khi mình đã xem giờ ở ở trong đây là rất là chính xác mà nếu lúc nào nó báo ở đây đủ 4.000 giờ các bạn xem ở đây đủ 4.000 giờ thì chính xác và đã được bật kiếm tiền đấy Đây là cái cách kiểm tra giờ và đăng ký rất là chính xác cho các bạn rồi bây giờ đấy Cách này rất là chính xác bởi vì vào đây là người ta đã quét cái giờ giờ ảo và đăng ký ảo rồi đấy. Đấy là cái cách kiểm tra Yến sẽ thu nhỏ nó lại này. Cho các bạn dễ nhìn này. Đây. Đấy. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản và dễ kiểm tra ngay trên cái điện thoại của mình luôn. Đây. Kiểm tra trên điện thoại của mình luôn rất là đơn giản và là chính xác nữa. Sau này các bạn cứ kiểm tra như thế này. Các bạn vào đây nếu mà thấy nó báo ở đây là 4.000 giờ xem thì chính xác đúng là 4.000 giờ xem. Nên các bạn lúc đấy có thể bật kiếm tiền được rồi. Và nếu các bạn thấy cái video này của Yến hay hữu ích thì hãy cho Yến một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.